Xin chào mọi người nhé. Theo như yêu cầu một số bạn thì hôm nay mình sẽ test cái bộ mà mình chế để chống chập này nhé. Test cái bộ này đây, bằng một để sửa một cái thiết bị khác nhé. Đây mình đang sửa một cái quạt này. Thì đây là quạt hơi nước. Quạt hơi nước này của mình thì có một cái khối nguồn đúng không? ACL. Cái khối này mình đã phân tích rồi nha các bạn nhé. Các bạn lật lại xem nhé. Để tạo điện áp 5V ở đây. Dương 5V ở đây và âm 5V ở đây. Đấy, và con này của mình là có một cái đường dương 5V này, nó sẽ hòa luôn vào đường ACL này. Hòa luôn vào đây để điều khiển con triac này nha các bạn nhé. Triac này của mình ấy thì muốn nó hoạt động thì giữa chân G này và T1 này phải có dòng chảy. Dòng chảy âm hay dương đều được nhé. Nếu như các bạn cấp dương vào con T1 này thì chân G này phải là âm, thì bạn phải điều khiển điện áp âm ở đây. Còn nếu mà các bạn cấp âm vào chân T1 này thì chân G này các bạn phải lắp đưa tín hiệu dương vào đây nhé, thì nó mới chạy. Thì đây là cái bo của mình. Nó sẽ có một cái dây chung này các bạn này. Một dây chung. Đấy. Bây giờ mình bắt đầu mình lắp vào thiết bị mình nhé. Trước tiên đây là dây chung của cái bộ của mình đúng không? Hôm trước mình có làm đúng không? Thì dây chung của mình sẽ là dây màu trắng. Chưa? Màu trắng như các bạn nhé. Đấy, và đây lần lượt là các cái dây bóng đèn. 1, 2, 3, 4, 4 bóng đèn. Thì bây giờ đây là một cái quạt của mình đúng không? Quạt của mình thì nó có sử dụng một dây chung này các bạn này. Dây chung chính là cái dây này, dây màu trắng này các bạn này. Nha. Dây màu trắng. Và đồng thời các cái dây này, các cái con triac này, đây chính là các cái số quạt này. Đây là túp năng này, quay trái này, quay phải này, bơm nước này, ion này nha. Thì bây giờ mình cần thử là bây giờ mình sẽ thử cho mình ba cái con triac số quạt này trước nhé. Giờ mình xác định dây chung nhé. Dây chung này, dây chung của ba con bóng đèn là dây này. Bên này đấy, bây giờ mình sẽ hàn lượt này. Dây số 1 này, dây số 1 thì mình hàn, mình quy định dây số 1 là số 1 của quạt chẳng hạn. Đấy, dây số 2 này là chân số 2 của quạt. Dây số 3 này chính là chân số 3 của quạt. Được chưa? Bây giờ mình đang có 3 số quạt mình đã được nối vào bo rồi. Và bây giờ mình sẽ cho cắm điện vào để mình cho nó chạy thử nhé. Mình sẽ cho chạy thử để mình test thử xem là quạt của mình đã chạy ok hay chưa. Đấy. Chú tạm thời chú cho nó 2 giây. Cẩn thận nó giật. Cầm cầm ra đây, mua hẳn, không có đây. Đấy, nhà đưa hẳn. Đấy. Thì bây giờ mình bắt đầu mình sẽ thử nha các bạn nha. Đây, mình sẽ cắm vào đây. Lúc mà cái này của mình đúng không? Khi mà mình thử đúng không? Tại, tức là để chống chập thì các bạn gạt cho mình hai công tắc này. Để tắt đi. Nha. Khi nào mà tải nó lớn quá thì các bạn bật cho mình thêm một công tắc này. Còn khi nào mà các bạn không muốn dùng tải này nữa thì các bạn phải nào bật luôn cái công tắc còn lại là không dùng đấy nhá. Thì tạm thời giờ mình sẽ dùng như thế này. Đây các bạn nhìn đây. Đây là cái bàn phím của mình. Nó đã chạy đúng không? Giờ cái bật này. On này. Bật lên một cái là đang chạy ở số 2 này. À số 3 này. Số 3. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ nhá. Chọn số nhá. Số là này, speed này. Đây là chế độ M này. Tức là số 2 này. Chế độ H này, số 1. Nhưng mà bây giờ hiện giờ là con này của mình là số 1 nó đang không chạy, tức là đang bị hỏng số 1 nha các bạn nhé. Hỏng số 1 xem nào. Bật này. H không chạy này. L này, M này. H không chạy này, đây nó đang bị hỏng số 1. Như vậy là mình đã biết được, mình đã làm như này thì mình có thể là biết được nó đang hỏng ở số 1 nha. Bây giờ mình sẽ lần số 1 lại, mình sửa. Số 1 là cái dây này đúng không? Đây này. Đây, đây, đây. Lần về cái giác đầu tiên này các bạn này.
Đấy, thì đây là cái cách để mình có thể là sử dụng cái bo này. Tại vì hôm trước thì mình thấy có một bạn vào đấy hỏi là sao không quay luôn cái đoạn thử, đúng không? Thì hôm nay mình đã quay cho bạn xem đoạn thử rồi. Đấy. Và video mình đây là kết thúc.